Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị đã quay lại kênh của em Thí, kênh Nhà Đất VT77. Hôm nay là em Thí là tiếp tục đi review, gửi đến cho quý cô chú anh chị những video hữu ích và thú vị nhất. Hiện tại là em Thí đang đứng ở khu đô thị An Bình Tân nha quý cô chú anh chị. Khu đô thị An Bình Tân, thuộc phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Một cái khu đô thị rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Khu đô thị đáng sống. Phía đây là nguyên cái hàng cây xoài luôn, cây xoài đang ra hoa. Dãy này là trồng xoài hết nha quý cô chú anh chị. Bên này thì cây phượng, cây cối khá là lớn rồi, nên khí hậu rất là mát. Xung quanh đây, khu đô thị này thì tỷ lệ dân cư lấp đầy là trên 60% rồi nha quý cô chú anh chị. Trên 60%. Đi vòng vòng đây cho quý cô chú anh chị cùng xem. Hôm nay làm thấy đi review một cái lô đất gia chủ gửi bán ở trong phía trong kia. Nhưng mà trước khi đi vô lô đất thì em thấy sẽ đi vòng vòng xung quanh đây cho quý cô chú anh chị cùng xem và hình dung tổng quan ở đây. Cây xoài ra hoa kết trái này. Nhà ở đây đa số thiết kế là một trệt hai lầu. Một trệt hai lầu. Đây đi xuống phía dưới trung tâm và xuống biển thì tầm 3 km thôi nha quý cô chú anh chị. Tầm 3 km thôi. Đoàn xe đang chạy phía trước kia là đường vành đai 2. Vành đai 2 là kết nối giao thông từ phía bên Võ Văn Kiệt, con đường Võ Văn Kiệt phía đường Tố Hữu, bên kia, bên nút giao thông Ngọc Hội chạy qua. Đi vô và đi qua hướng đi thẳng vô rồi đi qua cầu Bình Tân. Cái con đường đó thì dọc sông Quán Trường nha quý cô chú anh chị. Nên ở đây có một cái điểm đặc biệt nữa là quý cô chú anh chị á, là ở đây thì rất là tuyệt vời, rất là phù hợp cho những quý cô chú á, lớn tuổi. Ở đây thì nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời. Ở đây sáng sáng đi bộ ra cái sông hướng sông Quán Trường này đi thể dục rất là có ích cho sức khỏe, hít thở không khí trong lành. Ở đây thì trồng xoài khá là nhiều. Đây cũng xoài. Bên này còn cái xoài rất lớn. Xoài rất to. Đã chưa? Đây thì cây rau để nấu canh ăn. Rau này nấu canh ăn rất là mát. Tổng thể đây, nhà cửa xây dựng rất là đẹp. Bên đây đây đi thẳng xuống là cái con đường Võ Văn Kiệt nha quý cô chú anh chị. Thì bây giờ là Thí sẽ rẽ qua cái con đường này, có cái lô đất. Đây là cái con đường giao nhau của cái con đường T5. T5 và đi xuống là T1. T5, T1. Cái lô đất cách đây chỉ vài bước chân thôi. Ở trong này. Đây vô cầu Bình Tân thì tầm 500 m thôi nha quý chú anh chị. Hơn 500 m. Trong bán kính 2 km thì có rất là nhiều tiện ích khác, như là các cái bệnh viện lớn như là Vinmed này, Tâm Trí này, cảng Hòn Rớ này, chợ Bình Tân, chợ lớn ở đây. Đây là vùng biển nên là ăn hải sản tươi sống rất là ngon nha quý cô chú anh chị. Đây lô đất trong này. Tổng thể lô đất đây, cái lô đất này với tổng diện tích là 100 mét vuông nha quý cô chú anh chị, 100 mét vuông, với chiều ngang là 5 mét từ bên này.
qua đó, sát vách nhà bên này luôn và dài ra tít sau kia dài 20 mét đó. Tổng thể xung quanh đây thì nhà cửa là ở cũng rất là nhiều. Cái lô đất này gia chủ đưa ra giá là 38 triệu một mét vuông nha quý cô chú anh chị. Giá này còn thương lượng thêm. Đó. Ngoài những cái ưu điểm tuyệt vời thì cái lô đất này nó cũng có một cái nhược điểm nhỏ là ở phía trước là có cái hố ga nha quý cô chú anh chị. Nhưng không sao, cái hố ga nhỏ thôi. Đó. Tổng thể xung quanh đây. Bây giờ em sẽ đi dọc dọc vô đây cho quý cô chú anh chị xem cái dọc con đường này, nhà cửa đã lấp đầy mình như thế nào. Đó, đây. Đó, xung quanh nhà này, bên này cũng một trệt hai lòng. Tổng thể đây. Nhà cửa san sát nhất, rất là đông, hiện hữu rồi. Đó, tổng thể. Hiện tại thì thị trường bất động sản đang đứng thì nếu mà quý cô chú anh chị có hai phương án, thứ nhất là rất hợp đầu tư lâu dài, thứ hai là xây nhà ở đây thì tuyệt vời. Đó. Thêm thấy cảm nhận ở đây thì rất là tuyệt vời để sống ở đây. Đó. Khí hậu rất là mát. Đó. Như quý cô chú anh thấy cái cây đang đung đưa đó, gió liên tục luôn. Đó. Thì quý cô chú thử cảm nhận đi thì đó. Không gian rất là thoáng. Cái lô đất này là hướng đông bắc nha quý chú anh chị, hướng đông bắc. Đó. Dạ vâng, sau khi xem video thì quý cô chú anh chị thấy phù hợp để sở hữu cái lô đất này theo cái nhu cầu là đầu tư hoặc là xây nhà ở thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho em Thấy với số điện thoại là 0356004325 nhé. Em Thấy sẽ gửi thông tin và tư vấn chi tiết cụ thể hơn cho quý cô chú anh chị biết. Và bên cạnh đó thì quý cô chú anh chị xem qua mà thấy không có phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị hoặc là chưa phù hợp với nhu cầu tài chính thì quý cô chú anh chị hãy inbox cho em. Em Thấy sẽ tìm cho quý cô chú anh chị những lô đất hoặc cái ngôi nhà mà quý cô chú anh chị muốn mua. Dạ vâng, hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.